Cường Đô La khoe ảnh gia đình, Subel Suchin chiếm spotlight vì đáng yêu, Đàm Thu Trang bất ngờ quạo. Khoảnh khắc gia đình nhỏ 5 thành viên của Cường Đô La Đàm Thu Trang khiến netizen thả tim mỏi tay vì quá đỗi đáng yêu. Mới đây, nam doanh nhân phố núi Gia Lai đăng ảnh cả nhà đang đi chơi trên trang cá nhân. Anh cho biết, kỳ nghỉ đông của các bạn nhỏ chính thức bắt đầu. Trong khung hình, ba nhóc tì nhà Cường Đô La nhanh chóng thu hút nhiều netizen chú ý bởi quá đỗi đáng yêu. Em út Sutin 7 tháng tuổi kháu khỉnh, được nhận xét là giống chị ba Sujin lúc nhỏ. Cường Đô La khoe ảnh gia đình hạnh phúc, biểu cảm đáng yêu của Subel Sujin chiếm spotlight. Đặc biệt, hai anh em Subel Sujin chiếm spotlight khi dựa vào nhau cực kỳ tình cảm và lộ rõ nét vui mừng phấn khích khi được đi chơi. Biểu cảm của Sujin khi ngồi cạnh anh hai cho thấy cô bé gần gũi, quý mến Subel rất nhiều. Càng lớn, cậu cả nhà Cường Đô La càng được khen ngợi vì điển trai, cao ráo và tính tình chững chạc, tình cảm. Ngoài ra, Subel còn có thành tích học tập khiến bố mẹ tự hào. Subel càng lớn càng cao ráo, điển trai. Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng để lại bình luận, ngưỡng mộ trước khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Cường Đô La, Đàm Thu Trang. Nhiều nhận xét cho rằng, cả ba nhóc tì đều có gương mặt sao y bản chính từ bố. Sau 4 năm bên nhau, đôi vợ chồng ngày càng chứng minh tình yêu dành cho nhau, cũng như hết lòng vun vén tổ ấm. Tuy nhiên gần đây, bà xã doanh nhân phố núi bất ngờ lên tiếng chê trách một điều ở chồng. Cụ thể, Đàm Thu Trang đăng ảnh đã lên đồ sẵn sàng, nhưng chồng lại chỉnh trang quá lâu nên khiến cô khó chịu. Khi chồng thay đồ quá lâu, mặt hơi quạo, bà xã Cường Đô La bóc phốt chồng. Đàm Thu Trang nổi quạo khi chồng thay đồ lâu. Từ ngày về làm dâu hào môn, Đàm Thu Trang không còn hoạt động trong showbiz và lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Cô được nhận xét là người khéo léo trong cách xử sự, giúp tổ ấm được hạnh phúc và đặc biệt là thương yêu Subel như con ruột của mình. Vợ chồng Cường Đô La, Đàm Thu Trang hạnh phúc sau 4 năm cưới.